Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thảm án. Một buổi sáng, người họ hàng của gia đình ông Đinh Đức Ư, trú tại tổ dân phố số 6, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, rẽ qua thăm. Mới tới đầu cổng, người này đã có cảm giác là lạ. Căn nhà ông Ư bữa nay vắng vẻ, im ắng đến phát sợ. Đi từ ngoài vào, Tuyệt không thấy hai vợ chồng ông Ư đâu. Khi người này mở cửa nhà thì phát hiện ông Ư nằm dưới đất, xung quanh loang lổ huyết. Phía bên trong, vợ ông Ư cũng bất động, trên người có nhiều thương tích. Người này hô hoán hàng xóm sang ứng cứu, đưa vợ ông Ư đi bệnh viện, đồng thời báo cho công an địa phương. Chỉ ít phút sau, công an tỉnh Lào Cai đã có mặt. Ông Ư đã qua đời trước đó ít giờ. Tiến hành khám nghiệm, công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều vết máu nâu, nghi huyết ở phía sân theo hướng vào bên trong nhà. Bên ngoài hiên cũng tìm thấy nhiều vết máu nâu, nghi huyết tương tự. Cạnh đó có cả vài sợi tóc bết. Lực lượng kỹ thuật hình sự rất tỉ mỉ, rà soát khắp căn nhà của nạn nhân. Bên trong đồ đạc có sự xáo trộn, xô đẩy. Tại hiện trường xuất hiện một số dấu vết đường vân, nghi là của hung thủ để lại. Ở phần cuối thềm có một chiếc dép xốp màu xanh. Cách đó không xa, công an tìm thấy chiếc xà beng dựng ở góc tường. Bước đầu, công an tỉnh Lào Cai nhận định, ông Ngư bị tước đoạt mạng sống với mục đích cướp tài sản. Vợ ông Ngư cũng bị trọng thương, hôn mê sâu. Những nhận định ban đầu. Những dấu vết tại hiện trường cho thấy rất có thể hung thủ đã ra tay với nạn nhân ở cổng, sau đó kéo ông Ư vào bên trong nhà, đồng thời ra tay với vợ ông này. Hung thủ ban đầu có chú ý trộm cắp tài sản. Tuy nhiên quá trình hành động bị chủ nhà phát hiện nên đã gây trọng án để cướp tài sản. Do vợ chồng ông Ư sinh sống một mình nên cơ quan điều tra chưa thể nắm được trong nhà nạn nhân bị mất thứ gì. Vụ án xảy ra vào rạng sáng, thời điểm người dân vẫn chìm trong giấc ngủ nên chẳng có nhân chứng trực tiếp. Các đối tượng cộng cán tại địa phương được đưa vào tầm ngắm. Trinh sát tỏa đi khắp địa bàn nhằm thu thập tin tức, gọi hỏi những người vốn có tiền án tiền sự, đối tượng nghiện, cờ bạc và bất minh về tài chính. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua, làm việc với hàng trăm đối tượng, công an không thu được điều gì khả quan. Vào thời điểm này, một ban chuyên án được thành lập với rất nhiều các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của công an tỉnh Lào Cai. Các anh dự tính sẽ tiến hành cuộc tổng rà soát lớn trên địa bàn toàn thành phố, cũng như các huyện thị lân cận. Mơ hồ. Xung quanh phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, nơi xảy ra vụ án có rất nhiều khu trọ. Những người trọ từ các địa phương khác đến để học tập và làm ăn nên di biến động rất lớn. Khi tiến hành rà soát, công an tỉnh Lào Cai đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra nhân khẩu, điều tra những bất thường về di biến động vào thời điểm trước, trong và sau khi ông Đinh Đức Ư bị sát hại. Mặc dù tập trung lực lượng lớn, làm việc rất kỹ càng, thế nhưng vẫn không mang lại kết quả khả quan. Lúc này, công an tỉnh Lào Cai tiến hành phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Những ngày sau đó, số điện thoại của ban chuyên án liên tục nhận được nhiều tin nhắn của người dân. Một lần ban chuyên án nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Người cung cấp thông tin cho hay, đêm ông Ngư bị tước đoạt mạng sống, người này được gọi để chở người tên T về phường Bắc Lệnh. Qua ánh đèn, nhân chứng thấy quần áo T có dính huyết, tay ôm một bọc gì đó không rõ. Đến chiều cùng ngày, người cấp tin lại được Tê gọi chở xe ôm lên phố mới Lào Cai. Trên đường đi, Tê vứt bộ quần áo xuống suối với lý do lười giặt. Sau đó Tê gọi cho một người khác có tên T.A. cùng đi Lục Yên. Khi tiếp nhận tin báo này, ban chuyên án công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng vào cuộc với hy vọng sẽ tìm được manh mối về kẻ đã gây án. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua, càng rà soát, các trinh sát càng cảm thấy vô vọng. Sau này khi làm việc với người cấp tin, đối tượng này thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân nên tiện thể báo tin giả để chơi đối thủ. Vụ án tưởng như đã có ánh sáng lại bất ngờ quay về điểm xuất phát. Hai gã thanh niên. Kể từ khi vụ án xảy ra,
Ban chuyên án Công an tỉnh Lào Cai đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm lần tìm hung thủ nhưng không thành. Cái chết của ông Ư dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Đến khoảng sau 2 năm ông Ư bị sát hại, thông qua công tác nắm tình hình, Công an Lào Cai nhận được thông tin về hai đối tượng đặc biệt khả nghi. Hai người này vốn thuê trọ gần khu nhà ông Ư, là sinh viên trường nghề nhưng bỏ học từ lâu. Vào thời điểm xảy ra vụ án, khi tiến hành ra soát các khu trọ, tại phòng của hai đối tượng này ở, các trinh sát thấy khóa cửa nên nghĩ không có người ở nên bỏ sót. Theo nguồn tin, hai đối tượng này nghiện, không có công an việc làm ổn định. Ban chuyên án nhanh chóng làm rõ danh tính hai đối tượng là Hoàng Văn Khuê, sinh năm 1991, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, và Phạm Thanh Dương, sinh năm 1995, trú tại Tăng Lòng, Bảo Thắng. Đây là đối tượng lười lao động, thường xuyên bỏ học và nghiện. Các trinh sát còn nắm được, sau khi vụ án xảy ra, Khuê nhiều lần đi dò la tin tức liên quan đến công tác điều tra của công an về vụ án của ông Ư. Thêm vào đó, một nguồn tin cho hay, Khuê còn gọi điện cho bạn bè thống nhất lời khai về vụ án của ông Ư nếu bị công an tìm hỏi. Lộ mặt sát thủ. Khuê và Dương ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của Công an tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra sâu về hai đối tượng này, ban chuyên án có đủ cơ sở để nhận định chúng có liên quan đến vụ án mạng của ông Ư. Sau đó, Phạm Thanh Dương bị công an triệu tập lên làm việc. Ban đầu, Dương khai báo quanh co. Tuy nhiên, sau một thời gian đấu tranh, Dương đã thừa nhận mình cùng Hoàng Văn Khuê đã tước đoạt mạng sống của ông Ư để cướp tài sản. Khuê cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Do đã có thời gian chuẩn bị nên Khuê rất bình thản, luôn miệng phủ nhận sự liên quan của mình đến vụ án. Tuy nhiên, những chứng cứ được ban chuyên án thu thập suốt 2 năm trời đã không cho Khuê có cơ hội chối tội. Gã phủ phục khai nhận hành vi của mình và đồng bọn. Theo đó, do cần tiền tiêu xài nên Dương, Khuê rủ nhau đi từ Bảo Thắng lên thành phố Lào Cai với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà ông Ư, thấy bên trong chỉ có hai ông bà già ở nên chúng quyết định đi vào. Trong lúc đột nhập để trộm cắp, hai đối tượng bị ông Ư phát hiện nên đã ra tay với người đàn ông lớn tuổi này. Chưa dừng lại, hai đối tượng đã ra tay tiếp với vợ ông Ư, làm bà trọng thương. Khi thấy bà này nằm bất động, chúng dừng tay và lục soát đồ đạc, lấy đi một số tài sản có giá trị. Sau khi gây án, Khuê Dương về địa phương ẩn thân và không gây ra thêm bất cứ vụ việc nào khác cho đến khi bị bắt giữ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.